าร้อนหนาวได้นอนที่ไหนไหนข้างหัวที่ไหนที่ไหนอ่ะđúng rồi đây nha bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho ông cái hang ổ của chúng nó để mình săn mục đích để mình tấn công nó cho dễ hiểu không đấy bây giờ tôi sẽ đi đến chỗ đấy thì ông đến là tôi sẽ vẽ cái sơ đồ để đi vào đánh nó để cho nó dễ rồi đi thôi đi thôi đây rồi ông ơi đây rồi đấy tất là một khu của bọn hacker tổ thế á ngồi đây à, ngồi nhá. Ơ. Nó nhỏ. Này thằng Hà tới mà. Cái thằng hết cái quỷ họ à. Mày đến đây làm gì nhỉ? Xem mày làm gì vợ tao. Ngồi đây bây giờ tôi sẽ vẽ sơ đồ để cho ông hiểu nhé, hình dung ra cái địa bàn của chúng nó nhá. Nó nhìn ngoằn ngoèo lắm đấy. Khó hiểu lắm, mông nghìn làm sao mà hiểu được. Nào, đi nào, bây giờ như này. Đấy nhá. Đây này, đây là đường mình đang đi bây giờ nhá. Đây là đường mình đang đi này. Ok. Đấy. Đường mình đang đi nhá, đây là bức tường này. Bức tường này. Ừ. Đây là cổng nhá, đường đây đúng không? Đây là cổng của nó này. À. Đó, cổng ở đây nhá. Ok. Đấy, đây bức tường này. Bức tường này. Thì bây giờ mình phải đi đây mình phải qua bức tường. À. Bật bức xong tường xong mình nhảy xuống. À. Trong này nó có một cái nhà to của nó này. Ồ. Đây có một cái đường đi đến này, chỗ này có một cái nhà bé này. Ồ. Đằng sau này có một cái nhà bé này. Ừ. Đây là khu sân trước của nó này. À. Và chỗ này là một chúng nó rất là hay ngồi chỗ này này. Có một cột cờ nữa này. Đá cột cờ. Cũng được phải làm ngoằn thì thôi. Này nó làm gì nhỉ? Mình như vẽ địa đồ. Chỗ hang ngộ mình sao nhỉ? Ồ rồi. Mình chỉ nhanh mới được, mình chết. Là hang ngộ bọn tao. Quá hang ngộ à? Đói, mày vào được. Không, chết khó vào để đưa cho hai cái xuống ta thấy cái tông kia chói mày vào sau này hai cái xuống cho mọi người ngăn thật thách cơ dòng kia đau quá mày vào đây mày à mày quên anh cứ quỳ đầu cứu ta ô kìa giúp nhà mày bố thế à mày bố mày bố à ngồi đây à nó khỏe không ờ có hai tầm à lên đội
Ngồi im. Bây giờ tao sẽ hỏi mày 1000 câu hỏi vì sao. 1000 luôn á? Đúng rồi. Phải trả lời cho thẳng thắn. Không tao sẽ giết chúng mày ngay bây giờ. Mày mà tham một công đặt chết. Trong nhóm mày có bao nhiêu thằng? Trong nhóm thôi. Có 1 2 3 4. 4 ở đâu? 4 ở đâu? Mày điên à? 4 ở đâu? Con lại 3. Được rồi. Được rồi. Vậy là nó trả lời đúng rồi đấy. 3 thằng. Do mày trả lời sai, tao sẽ giết mày luôn. Thật vào. Được. Mày sao mà cứ bỏ quá chết nhá. Hacker chúa bảo mày ra đây canh gác hay là làm gì? Không ạ, tôi tự ra đây tung một ông nó. À thế à, được rồi. Thế là hacker sẽ bại rồi. Hacker sẽ bại à? Nói nếu nào rồi. Ai là nếu rồi? Mệt quá. Ôi hỏi nó một nghìn câu hỏi vì sao mệt quá. Thôi được rồi. Vậy là câu này là câu cuối cùng. Vâng. Mày phải là tụng tập tha cho mày nhá. Vâng ạ. Giờ ta sẽ bảo cho mày về. Không thì mày sẽ phải chết tại đây. Mày không trả lời phải chết tại đây. Vâng ạ. Giờ bảo mày phải về nói với hacker chúa rằng bọn tao đã tìm đến đây. Rõ chưa? Rõ. Bảo là hôm sau bọn ta sẽ đến gặp bọn hacker chúa bọn mày. Rõ chưa? Ok, hacker quỷ đó, cởi trói nó. Mày, từ mai gặp bọn tao mày nhớ nhìn đấy nhá. Đứng lại. Cởi trói này nó. Mày có sao không? Má. Là thả nó mà nó chạy nó đánh mày. Má. Được rồi. Quánh nó đủ rồi. Lát sau gặp quánh tiếp. Thôi về đây. Cảnh quá.